Hey, xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục bài toán. Các bạn, hiện nay mình nói về các bài tìm x lớp 6, được chưa? Đây là những dạng cơ bản, ba bài này là những cái dạng cơ bản nhất của chương trình toán tìm x lớp 6 mà các bạn phải trải qua, được chưa? Thì cái dạng thứ nhất thì có thể các bạn tận dụng cái kiến thức ở cấp 1 là sao? Ví dụ như 5 trừ 2 bằng 3, đây là phép phép trừ, đây là số bị trừ, đây là số trừ, còn đây là hiệu. Vậy muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Thì tương tự đây, cộng 20 chính là, đây là số bị số trừ, đây là số bị trừ, đây là phép trừ và đây là hiệu. Vậy muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ nè, số bị trừ nè, trừ đi hiệu, được chưa? Đó là các bạn dùng kiến thức của lớp cấp cấp 1. Còn các bạn nào muốn dùng kiến thức của cấp 2 thì các bạn nhớ giúp mình một nguyên tắc, đó là chuyển vế đổi dấu. Chuyển vế thì đổi đổi dấu giúp mình, được chưa? Rồi tiếp tục về x cộng 20 bằng, đây các bạn trừ ra thì các bạn sẽ ra bao nhiêu ạ? 9 90, ok chưa? Rồi về x sẽ bằng 90 chuyển vế nè, đổi dấu cộng này, chuyển qua hàng trừ này, trừ 20, 90 trừ 20 và x bằng bằng 70, ok chưa? Vậy các bạn kết luận x bằng bằng 70, ổn chưa? Rồi tiếp theo thì cái bài B cũng tương tự cái bài A mà thôi, nó dễ hơn chút xíu. Thì các bạn chỉ cần chuyển vế đổi dấu và các bạn giải giúp mình bài B nhé các bạn. Giải giúp mình bài B, sau đó các bạn comment kết quả ở bên dưới giúp mình để mình kiểm tra coi bạn nào giải đúng hay giải sai, để mình khắc phục những cái đoạn clip sau mình có thể giảng chậm lại hay là nhanh hơn một chút xíu, được chưa? Rồi thì tiếp bài bài C, thì để được giải bài C thì bạn có thể tận dụng kiến thức ở lớp 1 là gì? Ví dụ như 4 8 đi, chia 2 được được 4, được chưa? Đây là phép chia, đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Vậy muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương, được chưa? Vậy là đây, số chia nè, số bị chia nè, thương nè. Vậy muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương, được chưa? Vậy 4 mũ x sẽ bằng, rồi 46 chia 4 ngược lại là bao nhiêu ạ? 10, 16, được chưa? Rồi các bạn quay lại cái dạng lũy thừa. Thì để muốn giải được dạng lũy thừa thì các bạn thứ nhất, các bạn một là các bạn chuyển về cùng cơ số, là đây là cơ số 4 nè, hoặc là các bạn chuyển về cùng cùng mũ nè, được chưa? Thì đây là các bạn đây là biết là đây là 16 là số, vậy các bạn phải chuyển nó về cùng cùng cơ số, vậy là 4 mũ x nè bằng cái gì? 4 mũ mấy ra 16 ạ? 4 mũ 1 được không ạ? Không, 4 mũ 2, được chưa? Cơ số bằng nhau chưa ạ? Bằng nhau rồi, vậy mẫu mũ của nó phải bằng bằng nhau, vậy x bằng bằng 2, vậy s bằng bằng 2, được chưa? Đó, thì các bạn có nhiều bạn thắc mắc mình không biết khi nào gãy dấu tương đương, khi nào gãy dấu bằng, thì bạn nhớ nhớ giúp mình khi nào mà bài toán có dấu bằng nghe các bạn, khi nào bài toán có dấu bằng hoặc là dấu lớn hơn hoặc là dấu nhỏ hơn thì các bạn gãy dấu tương tương đương đó, ok chưa? Khi nào có dấu bằng trong bài toán nha, khi nào có dấu bằng dấu tương đương, xin lỗi, dấu bằng, dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn hay lớn hơn bằng hay nhỏ hơn bằng thì các bạn gãy dấu tương đương. Còn không có dấu bằng trong đó, hoặc là không có dấu nhỏ hơn, không có dấu lớn hơn, không có dấu bé hơn, không có dấu lớn hơn bằng, không có dấu nhỏ hơn bằng thì các bạn gãy dấu bằng. Đó, nó ngược lại đúng không ạ? Nó ngược lại. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, bạn nào muốn giải thêm những cái bài toán liên quan về tìm x lớp 6 mà dạng nâng cao hơn nữa thì các bạn có thể comment ở phía dưới. Mình có rất nhiều bài tập để cho các bạn cùng giải nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.